Dạ, con chào bác ạ. Cô cần gì? Dạ, bác làm ơn cho con hỏi thăm. Nhà này có phải là nhà của bác Bảo Sùng, chủ gara Bảo Thành hồi trước không ạ? Ủa, cô là ai mà biết gara Bảo Thành? Cái gara đó không hoạt động lâu lắm rồi mà. Dạ, vậy là đúng rồi. Bác ơi, con thấy bác rất là quen. Con là... Dạ, con có một việc rất là quan trọng, con muốn xin thưa cùng hai bác. Dạ, bác cho con hỏi là bác trai có nhà không ạ? Con có phải là con gái của anh Vĩnh Khương? Dạ, con là Lam Tiên. Ba của con là Bạch Vĩnh Khương. Bác còn nhớ con hả? Vô nhà đi con, vô rồi mình nói chuyện nha. Dạ. Con ngồi đi. Dạ. Con ngồi chơi, để bác đi gọi bác trai. Dạ. Alo, anh đó hả? Anh về nhà mau lên, có chuyện rất quan trọng nè. Không được, chuyện gì thì cũng để đến trưa đi. Giờ anh đang nhiều việc lắm. Mà ở nhà có chuyện gì vậy em? Anh ơi, con bé Lam Tiên nó tới tìm mình nè. Hả? Thật sao em? Thằng Hoàng làm gì mà anh gọi đến nó tắt ngang, không chịu nghe máy gì kìa. Anh gọi lại coi sao. Nó tắt máy rồi. Không lẽ nào nó tắt máy khi nghe anh gọi tới, hay là điện thoại hết pin? Đúng rồi, cái thằng này là chú hay quên mà. Thôi kệ nó đi, lát nữa nó cũng về thôi. Em chuẩn bị cơm nước, trưa nay mình phải có một bữa cơm thật ngon. Hai bác rất vui vì được gặp lại con. Con cứ tự nhiên như nhà con nha. Dạ, nhưng mà thưa hai bác, có lẽ con xin phép con từ giã hai bác. Rồi chiều hay là mai mốt con sẽ quay lại con thăm hai bác. Ừ, con tính đi đâu sao? Dạ, con tính đi kiếm gần ở đây cái nhà trọ nào để... Sao con lại đi kiếm nhà trọ? Ở lại đây, con phải ở lại đây với hai bác. Dạ, nhưng con không muốn làm phiền tới hai bác. Con xin phép hai bác. Con không được nói vậy. Hai bác với ba má con thân thiết còn hơn ruột thịt. Bảo Hoàng, Bảo Loan cũng như anh em của con, có gì phải ngại. Con cứ ở lại đây với hai bác. Em à, đưa Lam Tiên lên lầu ở tạm phòng Bảo Loan rồi xuống lo cơm nước. Sau đó mình chuẩn bị phòng riêng cho Lam Tiên sau nha. Dạ em biết rồi. Gặp lại con á, bác mừng hết sức vậy đó. Con đẹp quá, thậm chí còn đẹp hơn má con hồi xưa nữa. Dạ. Thôi, con mau theo bác lên lầu nghỉ ngơi, tắm rửa cho khỏe. Mọi chuyện đợi trưa nay đông đủ cả nhà rồi mình hàn huyên tiếp nha. Dạ, con cảm ơn hai bác ạ. Dạ con đi.